Thời gian vừa qua, Công an Hà Nội và một số địa phương khám phá nhiều vụ môi giới mại dâm bằng hình thức Sugar Baby, Sugar Daddy. Theo đó, các đối tượng gặp gỡ, mua bán dâm theo thời gian và giá tiền cụ thể, định kỳ. Đây là một tình trạng đáng báo động trong công tác phòng chống tội phạm mại dâm, môi giới mại dâm. Thế nào gọi là Sugar Daddy, Sugar Baby? Thượng tá Dương Nguyễn Chính, trưởng phòng 4 Cục Cảnh sát Hình sự C02 của Bộ Công an cho biết, đây là hình thức mại dâm biến tướng, bố nuôi, con nuôi, hoạt động núp bóng các nhóm kín trên mạng xã hội. Cũng theo Thượng tá Dương Nguyễn Chính, hình thức môi giới mại dâm núp bóng Sugar Baby, Sugar Daddy hay thậm chí là Sugar Mommy đã xuất hiện từ lâu ở các nước phương Tây. Thượng tá nhấn mạnh, tại Việt Nam, loại hình tội phạm mại dâm này không phải là mới nhưng đã biến tướng so với tên gọi trước đây, đó là trai bao, gái bao. Theo đó, hình thức giao dịch đều là trả tiền theo tuần, tháng hoặc theo năm với mục đích để quan hệ tình dục. Kẻ môi giới mại dâm và gái bán dâm lợi dụng triệt để không gian mạng, lập hoặc tham gia các nhóm kín để hoạt động. Một Sugar Baby có thể tiếp thị bản thân ở hàng trăm nhóm kín khác nhau. Ngày 19 tháng 10 vừa qua, Công an quận Cầu Giấy Hà Nội khởi tố Hà Trọng Thắng, 28 tuổi, quê tại Quảng Nam, về tội môi giới mại dâm. Quá trình điều tra phát hiện, bị can Thắng thấy nhiều người có nhu cầu mua dâm bằng hình thức bố nuôi, con nuôi qua mạng xã hội nên đã lập một nhóm mang tên Sugar Baby để kết nối gái bán dâm với khách. Thắng thu thập thông tin của baby như tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, hình ảnh rồi đăng những thông tin này để quảng cáo cho khách xem và lựa chọn. Bị can còn đóng vai trò trung gian, hỏi mức chu cấp và điều kiện do gái bán dâm yêu cầu hàng tháng rồi kết nối họ với Daddy. Trong nhiều phi vụ môi giới, Thắng khai từng kết nối cho một cô gái 25 tuổi với hai gói điều kiện cho Daddy. Một là 15 triệu cho 6 lần quan hệ tình dục mỗi tháng và hai là 20 triệu đồng một tháng. Daddy được quan hệ tình dục 8 lần. Trước đó vào cuối tháng 5, Công an Hà Nội phá vụ môi giới mại dâm thông qua tú ông Cù Ngọc Hà, 30 tuổi, quê Phú Thọ. Theo cảnh sát, Hà là người môi giới, sắp xếp cho gái bán dâm vào khách làng chơi thông qua nhóm trên mạng xã hội. Kết quả điều tra cho thấy, sau khi sắp xếp, thỏa thuận giá mỗi lần mua dâm là 4,5 triệu đồng. Hà tổ chức cho Sugar Daddy và Sugar Baby gặp nhau tại khách sạn để thực hiện hành vi giao cấu. Theo Thượng tá Chính, người từng chỉ đạo phá nhiều vụ án lớn về mại dâm, tội phạm môi giới mại dâm và gái bán dâm đang lợi dụng triệt để không gian mạng, lập hoặc tham gia các nhóm kín trên mạng xã hội hoặc nhiều ứng dụng khác để hoạt động. Những nhóm kín này nở rộ ở khắp các tỉnh thành và hoạt động xuyên quốc gia. Lợi dụng mạng xã hội, một cô gái trong vai trò Sugar Baby, tức con nuôi, có thể tiếp thị bản thân ở hàng chục, thậm chí hàng trăm nhóm kín. Tương tự, mỗi kẻ môi giới mại dâm chỉ cần ngồi một nơi là có thể môi giới, tổ chức bán dâm tại bất kỳ địa điểm nào, không phân biệt ranh giới địa lý. Theo chỉ huy phòng 04, các nhóm kín hoạt động khá nhộn nhịp trên không gian mạng. Trong khi đó, những đơn vị cung cấp dịch vụ mạng lại không can thiệp để quản lý nội dung trong nhóm kín. Đó là một trong những nguyên nhân khiến hoạt động mại dâm nở rộ trên Internet. Qua nắm tình hình, phòng 4 cục C02 phát hiện nhiều nhóm kín được phân loại theo phân khúc khách hàng và mức giá khác nhau, từ 500 đô la Mỹ đến hàng nghìn đô la Mỹ để có người có nhu cầu tìm Sugar Baby lựa chọn. Thượng tá Dương Nguyễn Chính cảnh báo xu hướng trẻ hóa của tội phạm mại dâm. Cụ thể, hình thức Sugar Baby thu hút nữ sinh viên tham gia nhiều nhóm kín để trao đổi, giao dịch với Sugar Daddy. Nguyên nhân là do hình thức này có nhiều điều kiện thuận lợi khiến ai cũng có thể mua bán dâm khi các cô gái và đối tác gặp gỡ trên nhóm kín. Chỉ cần một cái gật đầu là có thể thỏa thuận với nhau. Cuộc giao dịch sau đó chỉ có hai người biết với nhau bởi họ dùng nick ảo và thông tin cá nhân không có thật để trao đổi. Ngoài ra, bất kỳ người nào có nhu cầu cũng có thể dễ dàng gõ từ khóa để tìm thông tin về nhóm kín, mua, bán dâm hay các diễn đàn này trên mạng xã hội. Theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, ba tội danh về mại dâm bao gồm môi giới mại dâm, chứa mại dâm và mua dâm người dưới 18 tuổi. Ngoài ra, người có hành vi bán dâm còn bị xử phạt hành chính tối đa là 500.000 đồng, người mua dâm bị phạt tối đa 5 triệu đồng theo Nghị định 167 năm 2013. Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội đang xôn xao trước một đoạn tin nhắn Zalo ghi lại cuộc trò chuyện được cho là giữa giảng viên có tên là M với một nữ sinh năm cuối được cho là học khoa kế toán ở trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Theo như những đoạn tin nhắn được lan truyền, nữ sinh H hy vọng sẽ được thầy giáo tạo điều kiện qua môn vì chỉ còn đúng môn thầy M dạy là sẽ ra được trường. Tuy nhiên, thầy giáo này lại nhắn lại với nội dung: nếu em đồng ý một cách tự nguyện thì tối ngày kia gặp thầy ở phòng khách sạn ở Bạch Mai. Thầy giáo M này còn khẳng định sẽ giữ kín chuyện. Nếu em không muốn, thầy cũng không ép. Thầy không thích ép buộc ai cả. Mọi thứ nó đến từ hai phía. Sau khi gặp, thầy đảm bảo rằng kỳ này em không cần phải lo gì cả. Trước những thông tin này, đại diện trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp chia sẻ sẽ có công văn cụ thể và mời công an vào cuộc điều tra, làm rõ bởi thông tin lan truyền trên mạng hiện chưa có cơ sở.
Trao đổi với báo Lao động, Thạc sĩ Vũ Hồng Thanh, trưởng phòng tuyển sinh truyền thông, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp cho biết đã nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Hiện tại nhà trường đã cho thầy tạm dừng việc giảng dạy để điều tra, làm rõ. Về phía giảng viên M, anh khẳng định với nhà trường cam kết không có chuyện đấy và nếu có thì sẽ bị kỷ luật buộc thôi việc. Ông Thanh cho hay, thầy M đã làm đơn tường trình về sự việc và ban đầu cho biết không liên quan đến chuyện tin nhắn trên. Về phía nữ sinh tên H, nhà trường đã rà soát và được biết có 17 nữ sinh năm cuối tên H hiện đang học khoa kế toán của trường. Nhà trường đã liên hệ trực tiếp với các bạn nữ này và ban đầu 17 nữ sinh đều khẳng định không liên quan đến đoạn tin nhắn trên. Ông Thành cũng cho hay mong cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc làm rõ sự việc này, tránh ảnh hưởng đến uy tín của trường. Hôm qua ngày 27 tháng 10, trên trang fanpage của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp cũng đăng tải thông báo cho biết nhà trường đã tạm dừng việc giảng dạy của giảng viên có liên quan và giao cho các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, đồng thời có văn bản gửi cơ quan công an để điều tra và làm rõ sự việc. Đồng thời khẳng định nếu phát hiện sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và theo đúng quy định. Bên cạnh đó sẽ công khai các kết luận của các cơ quan chức năng sau khi có kết quả điều tra. Ông chủ Điền Quân đang vướng vào loạt lùm xùm là ai? Theo kênh 14 đưa tin, sau khi Carloman bị CEO Phương Hằng nhắc đến trong livestream, những thông tin về ông Trùm Điền Quân đang được công chúng đặc biệt quan tâm. Nhắc đến một trong những công ty giải trí hàng đầu miền Nam sẽ có một thiếu sót nếu bỏ qua Điền Quân Entertainment, nơi sản xuất ra hàng loạt show truyền hình ăn khách nổi tiếng như Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Thiên đường ẩm thực. Người đứng đằng sau các chương trình giải trí nổi tiếng này không ai khác chính là Carloman, Đỗ Văn Bửu Điền hay còn được biết đến với một cái tên ông Trùm Điền Quân. Là người sáng lập nên Điền Quân, ông không những giữ chức vụ CEO công ty mà còn giữ vai trò chỉ đạo sản xuất hay sáng tạo nội dung. Những ngày qua, từ sau khi Carloman được nhắc đến trong livestream của đại gia Nguyễn Phương Hằng, thông tin xoay quanh ông Trùm Điền Quân đã dần nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Từ biên tập viên HTV thành ông Trùm Điền Quân. Xuất thân là một trong những biên tập viên tiếng Anh hàng đầu trên bảng tin thế giới của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Carloman Đỗ Văn Bửu Điền tích góp kinh nghiệm từ những công việc như biên tập, biên dịch, phát thanh viên và thành lập công ty truyền thông vào năm 2008 cùng với một người bạn với số vốn 100 đô, hơn 2 triệu đồng. Sau khoảng thời gian công ty phát triển và sản xuất được nhiều chương trình giải trí nổi tiếng, Điền Quân đã thành ông lớn trong mắt các nghệ sĩ. Với tiếng tăm trong ngành giải trí, Điền Quân có mối quan hệ thân thiết với rất nhiều ngôi sao lớn nhỏ được mến mộ như các nghệ sĩ Trường Giang, Trấn Thành, Hoài Linh. Nhiều lần Trường Giang trêu chọc Carloman là người tạo công ăn việc làm cho ngôi sao và phải đối xử tốt với anh để còn nhận lương. Đứng đằng sau loạt show giải trí nổi tiếng, những sản phẩm giải trí gắn mác Điền Quân có thể kể đến như những game show như Giọng ải, Giọng ai, Thiên đường ẩm thực. Các chương trình đều tạo tiếng vang lớn, được đông đảo khán giả biết đến. Nổi bật nhất là chương trình Thách thức danh hài, show làm nên tên tuổi của nhiều hiện tượng mạng như Thánh Sún Ngân Thảo, ngôi sao vi diệu Lê Thị Dần, Hot Boy Trà Sữa Tấn Lợi, Thánh Đà Đa hay Năm Chú Tiểu. Bên cạnh đó, Hát Mãi Ước Mơ, Sàn Đấu Ca Từ, Thanh Âm Quyền Năng cũng là loạt chương trình do công ty Điền Quân đứng ra sản xuất. Sở hữu kênh YouTube 2,2 triệu người theo dõi với Lắm Chuyện Thị Phi. Đã là chủ của một công ty giải trí lớn, ông Trùm Điền Quân còn sở hữu kênh YouTube với hơn 2,2 triệu người theo dõi. Không dùng tên Bửu Điền, tên thật để đặt tên cho các kênh YouTube, nhà sản xuất lấy tên Carloman để tạo nên sự khác biệt. Chia sẻ về lý do đặt tên Carloman, ông cho biết vì có sở thích mặc những bộ quần áo đầy màu sắc, nổi bật như hồng, vàng tươi, xanh nõn chuối nên đã quyết định chọn tên này. Kênh YouTube Carloman xoay quanh những nội dung về chuyện hậu trường gặp gỡ các nghệ sĩ trong show truyền hình, chuỗi ngày đi gặp đối tác, chuyện công ty, cuộc sống gia đình. Từ ngày Carloman bị bà Phương Hằng réo gọi trong livestream, những video của ông khi đi cạnh các nữ thư ký xinh đẹp đã bị đào lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và gây tranh cãi dữ dội. Trước khi vướng nhiều ồn ào như hiện tại, Carloman từng bức xúc tiết lộ ông bị nhiều người dùng ngôn từ thô tục để mắng chửi, nói là tham view, tham tiền. Nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao là chủ Điền Quân rồi mà còn làm YouTube. Có người lại nói tôi tham view, tham nổi tiếng, tham tiền. Họ còn chửi tôi làm bản tin truyền hình lịch lãm, nghiêm túc bao nhiêu, giờ lại xàm xí, tào lao bấy nhiêu. Nhiều người dùng ngôn từ vô cùng thô tục để chửi mắng tôi trên kênh YouTube. Nhưng mọi người ơi, tôi làm kênh YouTube Carloman với mục đích rất đơn giản là làm vì đam mê và niềm tin. Điều này đúng với tiêu chí của tôi khi lập ra Điền Quân. Tôi tạo ra kênh Carloman không phải để khoe tôi là người đứng sau các game show hot hiện nay. Tôi tạo kênh này đơn giản vì ham vui, Carloman từng chia sẻ.